Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại khu vực dòng Đa Minh, Tam Hiệp. Trước mặt quý vị đây là hội dòng Đa Minh, Tam Hiệp này. Hôm nay là thứ hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021. Phú đang lang thang khu vực chỗ này, cập nhật tình hình, chia sẻ quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ nhé. Bây giờ là khoảng hơn 9 giờ sáng rồi, gần 10 giờ sáng. Hôm nay trời âm u, thời tiết không được đẹp cho lắm. Quý vị xem cái phim mà nó đen thì quý vị thông cảm nha. Hiện tại bây giờ thì ở khu vực Tam Hiệp có rất là nhiều khu vực vẫn còn đang bị phong tỏa, vẫn còn các chốt chặn. Cho nên là Phú không thể nào mà đi chi tiết vào những cái khu nhỏ bên trong được, chỉ đi một số con đường chính này thôi. Rau củ quả này thì Phú sẽ cập nhật từ từ cho quý vị coi ha. Bây giờ đi vào những cái hẻm nhỏ bên trong mà người ta giăng dây quá trời luôn, vẫn còn xuất hiện những cái F0 bên trong đó. Đây, Phú sẽ đi thẳng cái đường này. Chỗ này hiện tại giờ đang thuộc là khu phố 5, phường Tam Hiệp. Phú chạy thẳng ra ngay chỗ khu phố 3 và khu phố 4. Bên này là khu dân cư Long Châu. Khu ngày xưa khu Cám Long Châu quý vị. Đây là trường học này, bây giờ người ta cũng lấy làm khu cách ly này. Quần áo phơi lung tung ở trong hết. Các khu trường học đều bị lấy làm khu cách ly, khu phong tỏa hết quý vị nha. Đây là nghĩa trang Đa Minh. Có cái hẻm nhỏ để đi qua bên Bùi Thái, nhưng mà hiện tại bây giờ là người ta rào hết lại rồi quý vị. Hiện tại bây giờ từ giáo xứ này qua giáo xứ khác người ta đều rào hết lại, nên không đi qua được, chỉ đi những con đường chính này thôi quý vị. Nếu mà chui vào những cái hẻm nhỏ đó thì đều phải quay đầu lại hết. Để một thời gian nó ổn định là Phú lại tiếp tục đi quay cho quý vị xem. Khu phố 6 phường Tam Hiệp quý vị. Chỗ này là khu phố 6 phường Tam Hiệp quý vị nha. Lúc nãy Phú nhớ lộn là khu phố 3, khu phố 4. Đấy, giờ cứ đi những cái đường chính như này thì ok quý vị. Đường chính như này thì người ta không có rào, tại vì bắt buộc phải mở ra để cho bà con thông thương. Còn những cái hẻm nhỏ đó là giống như mình gọi là cái chốt tự quản, chốt tự quản, hoặc là có những cái F0 trong đó người ta rào lại để tránh cho dân từ ở khu này qua khu kia lây lan dịch bệnh. Đi thẳng đường này chúng ta sẽ ra đường Đồng Khởi quý vị. Đường Đồng Khởi hay gọi là đường Party hồi xưa. Tới đây tôi sẽ rẽ tay phải đi, đi ra hướng ngã tư Amata nha quý vị. Đây, đường Đồng Khởi. Chỗ này là nó vẫn thuộc khu phố 6 của phường Tam Hiệp. Còn bên kia thì nó là thuộc khu phố 3 của phường Tân Hiệp nha. Bên tay trái bên kia đường là Tân Hiệp, còn bên tay phải bên này là Tam Hiệp. Đèn đỏ rồi quý vị ơi, đèn đỏ ngay ngã tư Cao Đẳng à. Cam Lạc An 10.000 một ký. Chờ đèn đỏ quý vị.
đi thôi quý vị ơi. Cú sẽ tiếp tục cái đường Đồng Khởi hướng ra ngã tư Amata, quay cho quý vị xem tình hình hôm nay như thế nào. Rồi nắng đã lên rất cao, lên một chút thôi rồi lại tắt nắng liền, tại vì khí hậu mấy hôm nay nó cứ âm u âm u, thời tiết nó âm u. Bây giờ đường đông lên rồi đó. Cái đoạn chỗ này là gần ngay bệnh viện đa khoa Đồng Nai quý vị. Đấy, cho nên lúc nào cũng đông nhộn nhịp hết. Cơ quan rồi công ty ở đây rất là nhiều. Nơi đây thì có bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bệnh viện hồi xưa nằm sát với nhà thờ Biên Hòa quý vị, giờ ta chuyển ra đây nè, bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Đi thẳng đường này chúng ta sẽ ra ngã tư cầu vượt Amata. Cũng sẽ qua đường hai cái đoạn này, đưa quý vị đi qua bên phường Tân Hiệp. Đây quý vị, tôi sẽ qua đường ngay chỗ này ha. Đấy, tranh thủ xe lớn nó qua đường, mình cũng qua đường theo luôn. Đi vào cái đường này nha quý vị. Đường này là thuộc khu phố 4, phường Tân Hiệp. Đi vào bên trong khu gia viên. Đi một đoạn ở đây quay cho quý vị xem. Quán xá ở trong này buôn bán hết rồi này, mà hoạt động trong này có vẻ trở lại bình thường. Đây là phường Tân Hiệp quý vị, khu phố 4, phường Tân Hiệp. Chỗ này còn gọi là khu gia viên ha. Đây, bây giờ chạy thẳng xuống luôn, ra ngay khu cái chợ. Đây là sát nhà thờ giáo sĩ giáo viên đây các bạn. Đây tôi sẽ quay ra khu vực nhà thờ giáo sĩ giáo viên này. Bên này là nhà hưu dưỡng linh mục thuộc giáo phận Xuân Lộc. Các cha về hưu sẽ về đây. Rồi tôi sẽ rẽ xuống cái hẻm này nha, cái hẻm sát bên hông nhà thờ giáo viên. Nó thuộc khu phố 5 của phường Tân Hiệp. Đây cũng là cái hẻm mà đi thẳng xuống cái chợ luôn.
bên này là trường cao đẳng thống kê 2 này. Đấy, từ đây là đã bắt đầu vào chợ nha quý vị. Chợ bán rất là dài. Đây là cái chợ tự phát, nhưng mà người dân bán rộng rãi lắm. Nào quý vị nhìn này, vào chợ nha, rau củ quả ngon không? Đấy, tuyệt vời luôn. Giờ này là bắt đầu là bà con đi chợ đông rồi đó. Đấy, quý vị thấy rau củ quả ngon không? Tươi ngon quá trời. Đấy, rau củ quả. Cũng không có thấy người đi chợ mấy quý vị. Chợ bán nhiều rồi đấy mà cũng không thấy người đi chợ mấy. Tôi nghĩ sau cái đợt dịch bệnh này ấy, thì người ta cũng quen dần với cái kiểu mà mua hàng online. Cứ ở nhà order thôi, cho tiểu thương người ta ship hàng đến, không cần phải ra chợ nữa. Đắt rẻ hơn một ít tiền nhưng mà an toàn, khỏi phải ra ngoài tiếp xúc người này tiếp xúc người kia, rất là khỏe. Chợ bán nhiều rồi quý vị, chợ đã bán rất là nhiều rồi nhưng mà thấy người đi mua khá là ít, người đi mua không có nhộn nhịp giống như là lúc trước nữa. Có lẽ là người ta vẫn còn lo lắng về dịch bệnh, ta cũng tránh tiếp xúc với nhiều người hơn. Phải vậy thôi quý vị, bây giờ là an toàn là trên hết. Mạng sống rất là mỏng manh. Mạng sống của con người rất là mỏng manh. Khi mà dính phải dịch bệnh rồi là rất là mỏng manh, dễ vỡ quý vị. Rồi, hết cái chợ rồi. Sẽ rẽ lên cái đường này nha. Ở đây vẫn đang thuộc khu phố 5 của phường Tân Hiệp. Cái đường này thì nó ra gần ngay sát cầu sập Hô Nai quý vị. Chắc là Phú sẽ chạy ngược chiều một đoạn luôn để đi về hướng cầu sập Hô Nai, đi qua khu vực Hô Nai luôn. Cái này bây giờ mà nếu mà vòng lại thì chúng ta sẽ phải đi một đoạn rất là xa. Đây là hết khu phố 5 phường Tân Hiệp quý vị. Chúng ta ra tới xa lộ Hà Nội rồi. Đây là thuộc khu phố 13 phường Hô Nai. Đây là trong giai đoạn phong tỏa là có một cái chốt chặn ngay đây để cho người dân trong phường Hô Nai không thể đi ra đi vào được. Tất cả đều phải qua cái chốt chặn. Trường Trung cấp nghề 26 tháng 3. Quán cà phê Milano hoạt động lại rồi. Đó. Các quán ăn ở đây
vẫn chưa bán, mới chỉ có quán cà phê bán thôi. Đấy, cái quán ăn đây người ta vẫn đang khóa cửa, người ta chưa bán. Cái này là không phải không được bán mà là người ta chưa bán, an toàn thôi. Riết ở cái miếng đất mà sát cái đường rầy xe lửa này, người dân ở đây người ta ra người ta buôn bán hết. Đi tới chỗ này thì chúng ta gặp một cái ngã ba, nếu mà rẽ tay phải thì quý vị sẽ về phường Hồ Nai, đi thẳng thì tiếp tục qua phường Tân Hiệp nha. Đây cũng sẽ rẽ vào đây đi. Rẽ vào đây chúng ta vẫn đang ở khu phố 13 phường Hồ Nai. Còn lúc nãy đi thẳng thì đi qua phường Tân Hiệp. Từ khu phố 13 này quý vị có thể chạy thẳng qua bên làng Kim Bích hoặc là làng Phú Tảo thuộc phường Hồ Nai, đều được hết. Cũng sẽ đi thẳng cái đường này đi qua bên làng Phú Tảo phường Hồ Nai là thuộc khu phố 4. Từ khu phố 13 chúng ta đi qua khu phố 4 phường Hồ Nai. Đây, quán cà phê đông rồi này quý vị. Nguyên vị coffee. À. Đi thẳng đường này chúng ta sẽ băng ngang qua một cây cầu và đi đến khu phố 4 thuộc làng Phú Tảo, phường Hồ Nai. Lúc trước thì ở đây người ta rào lại quý vị, ngăn cắt nhau bởi cái suối. Cái suối này là nó chảy về cầu Săn Máu á. Về sau thì người ta làm cái cầu này thông thương qua cho người dân đi qua lại cho nó dễ. Và từ ngày có cái cầu này thì cái việc mà lưu thông nó được thuận tiện hơn rất là nhiều quý vị. Cầu này mang tên là cầu Fatima. Đây quý vị, đây là cây cầu Fatima. Đó, ranh giới giữa khu phố 4 phường Hồ Nai làng Phú Tảo. Đi ngang qua khu phố 13 phường Hồ Nai. Đây là làng Phú Tảo vậy. Ở Hồ Nai thì người ta cứ gọi là làng này làng kia. Một làng là một giáo xứ, làng Phú Tảo là giáo xứ Phú Tảo. Đây chúng ta ra ngay bên hông nhà thờ giáo xứ Phú Tảo nè. Đây là bên hông nhà thờ giáo xứ Phú Tảo quý vị. Đó, chúng ta đã về tới phường Hồ Nai. Thì hôm nay làm cái video này để quý vị và các bạn đi dạo một vòng như vậy. Phúc xin được tạm dừng cái video này ở đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an trong giai đoạn này quý vị nhé.